Chào mừng quý vị và các bạn đã ghé thăm kênh của Tiến Audio Hải Dương. Hôm nay xin sơ bộ giới thiệu cùng quý vị và các bạn một đôi loa siêu phẩm. Nhìn model rất là quen thuộc, những ai đã biết đến dòng này, đó là Bose 701 Series 2. Bose 701 Series 2 sản xuất Mexico. Chất của nó rất là hầm hố. Loa là cái loa này được sử dụng combo là một loa bass, đằng sau nó hơi tối một chút, một loa bass siêu trầm có phản ánh sáng, là một loa bass siêu trầm và một loa lời phía sau, một lỗ thông hơi rất to, thùng nó rất đẹp, mặt mũi còn sáng khá đẹp. Nó có đôi cây rất đáng chơi và rất đáng đồng tiền. Bot 701 Series 2 sản xuất tại Mexico. Tôi đang ghép nó với Ni Sansui 5000A. Đôi loa này quý vị có thể nghe nhạc vàng, đa thể loại nhạc. Dòng này chơi đa thể loại nhạc, nghe nhạc lách tách, nhạc vàng, chép đánh rất hay, lời lên rất tơi tả, rất rõ nét và sạch sẽ. Và quý vị có thể kết hợp với một chiếc vang số để hát karaoke, vang số chống hú chống rít để hát karaoke, nó còn rất là đẹp, thùng rất nặng. Thưa quý vị và các bạn, nó còn tem mác đằng sau nhưng mà do ánh sáng của tôi nó hơi tối cho nên là tôi không thể sơ thẳng hết quý vị được. Và clip trước tôi đã test giới thiệu với quý vị và các bạn cụ thể hơn là đây, JBL L99 giá dưới 20 triệu đồng, sở hữu bát 35 và một loa test đôi, loa được sở hữu màng giấy, gân thì rất là gân này thì không, quý vị không ở thay clip trước tôi đã nói rõ ràng rồi. Và nó thông hơi rất lớn. Còn sau khi đôi loa này mà nó phát lên, nó mở lên tiếng thì nó phát ra mùi rất là thơm cho một căn phòng. Đây đôi loa Mỹ KLH sử dụng 2 bát 30. Clip trước tôi đã nói rõ ràng ở đôi loa này. Và đây một đôi loa Nhật Kenwood JL 999AV rất đẹp, giá dưới 8 triệu đồng. Xin lỗi quý vị nha, tôi mở ra nhầm. Đôi loa Kenwood JL 99AV dưới 9 triệu đồng. Dưới 9 triệu đồng chứ không phải là dưới 8 triệu đồng. Giới thiệu nhiều đầm lẫn hết các sản phẩm. Cái càng thùng vách rất là đẹp. Đây là chiếc còn lại của đôi JBL L99. Còn đây là chiếc, một bên chiếc của KLH, nó Mỹ Made in USA và Bose 701 Series 2 sản xuất tại Mexico. Âm đi san xui. Nhầm giác rồi. Sao xui là vừa được tôi đã thép quý vị chắc nó làm đây giá hơn 10 triệu đồng, còn dưới là săn xui AU 707 máy rất khủng, nhìn còn mới rất đẹp,
giá ở tầm trung dưới 7 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, dưới 7 triệu đồng kéo được rất nhiều loa, hơn công suất của nó là hơn 300W, 320W. Và quý vị và các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ cho tôi, Tiến Audio Hải Dương, theo số điện thoại 0966 603 183 của đài trên đầu kênh. Quý vị muốn gọi điện cho tôi hỏi rõ nội dung mua đôi loa nào thì tôi sẽ trả lời quý vị, hoặc quý vị gọi mà không thấy nhấc máy thì quý vị hãy để lại tin nhắn nói rõ nội dung, tôi sẽ phúc đáp trả lời cho quý vị và các bạn. Bao hàng, giao hàng toàn quốc. Tôi xin giao hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn. Hàng bao zin chuẩn tuyệt đối. Ánh sáng nó hơi tối. Vâng, xin được chào quý vị và các bạn nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip lần sau. Xin chào.